Ba cách bổ dưa hấu đẹp mắt, đơn giản, không tốn nhiều thời gian. Dưa hấu là một trong những loại trái cây được nhiều người yêu thích, không những rẻ mà còn ngon, bổ dưỡng và thanh nhiệt trong mùa hè. Để có được những miếng dưa hấu ngon, bạn hãy thể hiện tài nội trợ, tài năng nghệ thuật của mình làm sao để bổ những miếng dưa hấu đẹp mắt. Cách bổ dưa hấu đẹp, đơn giản sau đây, bạn sẽ có thêm những kinh nghiệm nội trợ của mình. Cách chọn dưa hấu để có được những miếng dưa hấu ngon, điều đầu tiên bạn nên làm chính là chọn những quả dưa hấu ngon, vỏ mỏng như vậy khi bạn bổ dưa hấu mới ngon, ăn dưa hấu mới ngọt. Cuống dưa, cuống dưa được chọn phải tươi, nếu cuống dưa héo teo lại thì đó là dưa già hoặc dưa hấu non, nếu dưa hấu non ăn sẽ không ngọt. Vỏ dưa, vỏ dưa phải chọn thật căng tròn và láng bóng, hơn nữa những sọc trên dưa phải thật rõ. Không nên chọn những quả dưa có nốt sần ở vỏ vì đó là dưa để lâu hoặc dưa đã bị phơi nắng. Dưa hấu ngon phải là dưa hấu có đốm vàng ở mặt dưới. Đó là mặt quả dưa không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Hai đầu của dưa hấu, nếu dưa hấu có hình tròn thì hai đỉnh quả dưa phải lõm sâu vào trong, như vậy dưa mới chín ngon và ngọt. Nhưng nếu dưa được chọn có hình bầu dục thì không nên chọn dưa hấu có hai đỉnh lõm vào trong. Cách bổ dưa hấu đẹp. Cách 1 cắt dưa xếp thành hình chiếc thuyền. Quả dưa được bổ dọc làm bốn, dùng dao tăng miếng dưa hấu đỏ bên trong ra khỏi vỏ dưa, tuy nhiên vẫn đặt thịt dưa trên vỏ dưa và sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Thực hiện từng miếng dưa hấu cho tới khi hết, sau đó những miếng dưa được xếp hình so le với nhau. Cách 2. Cắt dưa hấu thành miếng hình cây thông Dưa hấu được bổ thành 4 miếng, thành hình dọc. Đặt miếng dưa hấu xuống, sau đó dùng dao nhọn khía vỏ dưa thành 3 miếng bằng nhau, nhưng sau đó bạn bỏ đi hai miếng vỏ dưa ở ngoài, chỉ để lại vỏ dưa ở giữa. Tiếp theo, bạn cắt ngang miếng dưa lại với nhau. Sau khi cắt xong, bạn sẽ nhìn thấy miếng dưa như có hình mũi tên, nhưng khi cầm miếng dưa lên ăn thì trông như hình cây thông. Cách 3. Cắt dưa thành từng miếng vuông Cắt dưa theo chiều ngang thành 4 phần bằng nhau. Miếng dưa được cắt thành 6 phần bằng nhau, nhưng chỉ cắt phần thịt mà không cắt phần vỏ ngoài. Ở phía mặt còn lại của miếng dưa, bạn dùng dao chọn cắt rạch ba đường từ trái qua phải, hãy khía sâu dao nhọn vào trong miếng dưa hấu. Bạn đã thực hiện xong cách cắt dưa thứ ba, lúc này bạn có thể thưởng thức những miếng dưa hấu hình vuông trông rất bắt mắt. Cách bổ dưa hấu đẹp có rất nhiều cách, nếu bạn chịu khó tìm tòi và học hỏi thì chắc chắn bạn sẽ có được những miếng dưa hấu vừa ngon, ngọt lại hấp dẫn khiến cả nhà thích thú.